Chào mọi người, nay em lên đít đô á. Mọi người xem sao nào liên hệ em á. Sân thờ 0309653147, Zalo đi 0965270762. Đầu tiên á, 4 kg cà lê, 4 kg cà lê 100.000. CX1 tiếp theo mày có bí 6 này, size số 1 này đó, size 3/4 luôn 3/4 này, size số 1 này, cái này hơi rỉ chưa vệ sinh luôn. Cái này size 1/1/2 này, mất cái đâu, cái này thẹp con lãng. Đó, 80.000. CX2 hai cây cắt bấm cột này, cắt 100.000. CX3 100.000. Còn con bá này 50.000, dài là 13 nắm á. CX4 50.000. Còn bộ khóa này 26 này, super này, 32 này, Asahi này, 35 Asahi, 30 Super, 36 tốt. Cái này cân nó dài lắm, cầm nó lực. $200.000. Set 5 200.000. Cái đồi nguông này 90.000. Hàng mặc in Việt Nam. Set 6 90.000. Có cái búa này, cái một á, hàng ô hạt càng này, trăm hai, xếp bài 120. Còn mấy cái vạch dầu 8 cái, 8 cái vạch dầu. Tạm cái vết dấu 50.000. Xếp 8. Lên bùa dùa sậu đây. Hơi mẻ, sai thì vẫn được thôi. Hơi mẻ. Này dùa sậu này, này hơi mong, vẫn sai được á. Cái này sai tốt này, hơi mẹ đấy. Dù muốn sai tốt mà bị bể đâu. Cái này thì sai tốt mà hơi bị rổ á. Rổ đấy. 100.000. Bộ dụa này 100.000. Xếp 9. Một cái lưỡi cắt 200.
200.000. Đường kính là 30 tầm 32 á, lỗ cột là 26. Chết 10, 200.000. Lên cái giá 3 lớp á, hàng cái. Cái này 150 á. Lưới là 14 nắm. Bảng là 4,2. Giá 3 lớp á. Set 11. Lên cái rìu này. 250. Dài là 21 nắm. Bảng là 8. Đẹp con đẹp lãng. Nặng là kia 7 á. Cái 650. Chết 12. Một cái đập kính này, hơi nước đấy. 30.000. Chết 13, 30.000. Có cái cửa này. Ba con má. Sử dụng lưỡi là 23, 24 gì đó. Rồi cửa này á, 90.000. Chết 14, 90.000. Một cái mùi này, tháp hợp kim đây này á, 50.000. Mùi này để khoáng đây. Nó khỏe được lỗ là 50 á. Chết 15, 50.000. Cái dụng cụ này, 30.000. Để đào đất này, để chọt như này. Chết 16, 30.000. Một cái mùi đục. Hàng dẹt á, 16 x 300 này. 16 x 300. 70.000. Chết 17, 70.000. Hầu như chưa sai luôn á. Cái màu lệch xanh kỳ 300ml. 120. Miệng đẹp. Chết 18, 120. Có cái thước góc như này. 100.000. Chiều này là 12 nắm á. Chiều này là 20. Chết 19, 100.000. Có cái vít nhẫn này. 90.000. Dài là 44. Vít nhẫn 90.000. Chết 20. Có cái cào này. Xa là 250 trừ 3 trừ 80 chữ nhật đây luôn á. Cái này 140. Chết 21. Có kim mỏ quà như này, mấy rổ đấy của tộp này, 250. Răng miệng đây con đẹp á, 70.000. Chết 22. Một lít 200ml của Lutter này, 60.000. Chết 23. Có kim mỏ quà này. Lết chất tất tiêu vô đây. Thằng sánh ký á. Năm mươi nghìn, dài 13.
nhỏ bé. Xịt 24, 50.000. Một cây dụng cụ như này là dấu trên cáo. Tổng cá là 30 trên này. Hàng dâu loa như thế này, 250 đó. Xịt 25, 250.000. Có hai cái liềm như này, 50.000. Xịt 26, 50.000. Hai cái chọc lỗ như này, 40.000. Xịt 27, 40.000. Một cái cao nhỏ nhỏ này, mỏng á, thầy người ta hay trộn hô á, 40.000. Xịt 28, 40.000. Một cái cây lụp này, thẹp alloy á, hàng da 43, da bắn này, 100.000. Xịt 29, 100.000. Một cái tua vịt á, 40.000, da 19 nè, bé 2. Xịt 30, 40.000. Kim nhọn, trét mắt, 60.000, da là 16. Dài 16. Xịt 31. Một kim cắt 60.000, hàng phi giá. Dài 15. Xịt 32, 60.000. Một tay ngang như này, dài 25 của hàng Hero, 1/2, 80.000. Xịt 33, 80.000. Bộ cái kim cắt như này, cái này dài 25 này, ba cái này thì dài 21 đó. Điện đẹp hết đó, 200.000. Xịt 34, 200.000. Bốn cái kẹo như này á, cắt tốn, 100.000. Xịt 35, 100.000. Hai cái kẹo cắt hàng rào như này, 100.000, miệng hơi rổ nhé. Xịt 36, 100.000. Một cái cây như này, số 46 á, da 23, hàng DN, 70.000. Xịt 37, 70.000. Cái này thì của tộp 46, 50. 46, 50. Cái này 80.000.
Xịt 38 80.000. Đây cái bánh xe như này. Ngoài này nhựa bạc đàn này. Tầm cao là tầm 18 á. Đường kính bánh xe là 12. Bằng rộng là 4. Nặng 3,2 kg. Nặng 3,2 kg á. Bà tầm rượt. Xét 39, 150. Cuối cùng bánh này. Bánh đớn đó. Hàng của hãng. Hàng của Gia Bắn. Mặc Gia Bắn. Bánh này còn đẹp. Việc lắng bánh này chưa nè. Tổng cá là 20. Đường kính 15. Bảng rộng là 38. Nặng 2 kg á. 2 kg 100.000. Xịt 40, 100.000. Rồi hẹn gắn clip trưa nay á.